Mùi đây hấp dẫn là con mũi vàng này, chứ mùi đã hay nó nhất. Lần thi đấu tiếp theo, chung kết một con mắt tự do nữ tuổi 15-13, đường bơ số 1, Đoàn Nguyễn Thi Ngon, Diên Thắng. Đường bơ số 2, Ngô Nguyễn Phương Nguyên, Diên Thắng. Đường bơ số 3, Ngô Ý Uyên, Vạn Ninh. Đường bơ số 4, Lạnh Trần Nhã Uyên, Văn Đanh. Đường bơ số 5, Bùi Cát Ngân, Nha Trang. Đường bơ số 6, còn mũ vàng không? Vạn Ninh. Mũ vàng dễ nhất. Đường bơ số 7, Nguyễn Hoàng Ý. Cái bơ ghê á, mũ vàng á. Chú Bảy là sao nó lột ra tới quầy rìa chứ hả? Không biết không, chú Bảy là giỏi lắm. Giỏi rồi, hồi tính người ta nói là nó đúng quầy rìa chứ sao? Còn lát là bao nè, chung số 6, 7 á. Chung kết là xếp theo đó, thấy không? Không, nên giữ nó còn thôi đúng không? Tại bơ không nghe thấy rồi. Cái vòng mà, đẹp mà. Con kia tỉa, con tỉa rồi. Lướt cũng rồi. À, bè còn bè. Cây số 4 á, dễ nhất ở nhà, nó lướt lướt á. Đi cũng không? Mình chưa tập được sinh tố. Chưa, nhưng hồi đó ai sinh tố không? Cố lên con. À, đi nhất rồi nè, vàng ở đây đúng không? Con đi thi đồng góp nè, con Phương nè, về Nha Trang nè. Kem ranh kia. Yeah.